tinh thần võ học Việt, kết tinh ý chí và đạo đức. Hồn cốt võ thuật Việt. Ông nội chỉ là Nguyễn Chánh Minh, Nhạn Trắng Cà Mau, đã tinh thông từ thời trẻ, ông tập nhiều môn võ. Thi đấu thì người cũng rất là mệt mỏi rồi, nhưng mà xuống thì không có tiền để mà bồi dưỡng hoặc ăn, vì đam mê võ thuật cho nên không có nghĩ gì cái gian khổ hết. Tập võ không phải chỉ để rèn luyện sức khỏe nữa, mà mình muốn vót lên mình lá cờ Tổ quốc Việt Nam để tham gia thi đấu trên đấu trường quốc tế. Vinh quang luôn dành cho những chiến binh dũng cảm. Hội ngộ của võ sĩ đến từ những võ đường trứ danh. Hành trình khổ luyện. Để tỏa sáng trên võ đài. Một cuộc thách đấu trên đài vô địch giữa một võ sĩ vô địch MMA Việt Nam. Và một võ sĩ đến từ Nga. Ai sẽ là người chiến thắng? MFC Master Fight Championship là một sự kiện võ thuật thường niên nơi quy tụ những võ sĩ hàng đầu, cống hiến cho khán giả những trận đấu mãn nhãn theo thể thức đấu võ đối kháng ở các bộ môn Muay, Kickboxing, MMA. Như mong muốn của nhà tổ chức, có thể tổ chức những trận đấu thi đấu giữa các võ sĩ Việt Nam và võ sĩ nước ngoài. Nguyễn Văn Nam, Nam Chu, nhà vô địch Lyon Championship 2023, tự tin khẳng định mình là số 1 ở hạng cân 57kg ở Việt Nam. Xin chào tất cả mọi người, mình là Phạm Văn Nam. Mọi người thường gọi mình với cái tên là Nam Châu. Hiện tại mình đang là đương kim vô địch hạng cân 56kg của Lyon Championship. Em tự tin là đang là võ sĩ số 1 của tại Việt Nam ở hạng cân 56kg. Nam Châu 2 năm gần đây là một hiện tượng của làng võ thuật MMA Việt Nam. Sau khi 2 năm liên tiếp vô địch giải đấu võ thuật chuyên nghiệp MMA Lyon Championship, ít ai biết rằng trước đây nhà vô địch đã trải qua một thời gian khó khăn để có thể duy trì niềm đam mê võ thuật của mình. Đầu tiên mình chỉ chơi phong trào, mình đến với võ bởi vì là mình đam mê thôi. Ngày xưa thì khi mà còn đi học ấy thì mình bị bắt nạt nhiều quá và mình muốn là tự vệ cho bản thân mình thôi. Và lúc đấy là mình đã rất là thích đi tập võ rồi. Và sau đấy thì khi mà mình đi học đại học ấy thì mình có gặp một cái lớp võ thuật phong trào ấy. Đấy là võ cổ truyền. Thì mình đã đăng ký theo tập ngay từ bắt đầu từ năm nhất đại học. Tức là cuối năm nhất bắt đầu mình đăng ký. Mình sau khi mình quen trường, quen lớp thì mình đăng ký tập luyện từ bắt đầu cuối năm nhất. Là vào năm khoảng 2012. Đấy, thì mình xuất phát điểm là một người là... Mình là người nông dân. Thì bố mẹ mình là những người thuần nông ấy. Thì... cũng hoàn cảnh cũng khá là khó khăn và mình sau này mình đi tập võ thì bố mẹ mình cho mình đi học đại học cũng không muốn cho mình tập võ đâu, mà mình muốn tập trung vào cái việc là học chính đã rồi ra trường đi làm giống như kiểu bao người khác. Thế nhưng mà mình thì cái đam mê tập võ nó kiểu thôi thúc mình từ lúc mà mình còn học cấp 3 ấy. Mình rất là thích, và nhưng mà sau đấy thì mình học đại học và mình gặp thì mình tập luyện thì đầu tiên là mình chỉ tập võ cổ truyền, tức là như mọi người đã biết tập võ cổ truyền thì tập quyền rất là nhiều. Và mình cũng mấy năm đầu mình chỉ tập đi múa quyền thôi. Và sau đấy thì mình chuyển dần dần sang đối kháng. Đấy là cái sở trường, sở thích của mình. Thì khi sang đối kháng thì mình cũng chỉ là kiểu chơi phong trào, một tuần tập đi vài buổi rồi còn đi học các thứ nữa. Và sau mình ra trường thì mình cũng đi làm như bình thường.
Nhưng mà đi làm thì mình vẫn thích đi tập võ, và mình vẫn kết hợp là buổi ban ngày đi làm thì buổi tối mình đi tập võ. Nam Chu đến với bộ môn MMA ngay khi MMA vẫn còn là một phong trào nhỏ lẻ, nơi dành cho các thanh niên đam mê võ thuật tới giao đấu với nhau cho vui. Mình là Nam, mình là một trong những người mà sinh hoạt về cái bộ môn MMA này ở Việt Nam từ cái thời điểm rất là sớm. Và mình là huấn luyện viên và kiêm quản lý, và cũng gần giống như một cái người anh dẫn dắt cho vận động viên Phạm Văn Nam từ gần như là từ những cái ngày đầu tiên mà bạn ấy bắt đầu muốn chuyển dịch sang cái sự nghiệp võ thuật một cách chuyên nghiệp, tức là thấy lấy cái võ thuật làm cái sự nghiệp của mình. Lúc đấy thì mình là một cái người tổ chức sự kiện võ thuật ở ngoài Hà Nội, và Nam là một trong những cái người mà đến tham gia cái sự kiện đấy của mình. Sự kiện hồi đấy thì nó là một cái sự kiện mà tức là cái lúc mà mình mới bắt đầu tổ chức những sự kiện giao lưu võ thuật đấy thì số lượng sự kiện võ thuật ở Việt Nam lúc đấy nó chưa được nhiều và chưa được dày như bây giờ. Thì nó cũng không phải là một sự kiện thi đấu mang tính chất là đánh có tiền thưởng hay là như nào cả, mà như kiểu là các bạn đam mê võ thuật thì cùng tụ tập lại tham gia và tham gia thi đấu như kiểu giao hữu với nhau thôi. Thì khi mà hai anh em mới gặp nhau thì thực ra lúc đầu cũng chưa tiếp xúc quá nhiều. Nó chỉ đơn giản như kiểu là mình có một sự kiện là bạn ấy là một trong những võ sĩ đến đấy tham gia, đến đấy chơi và thi đấu trong đấy thôi. Thế sau đấy thì mình mở câu lạc bộ võ thuật, thì mình có mời Nam về làm việc cùng với mình. Và cái quá trình làm việc dần dần là nó bồi đắp dày lên bắt đầu từ những cái thời điểm đấy. Thì Nam được định hướng là sẽ tập luyện Jiu-Jitsu này và tập luyện những cái bộ môn khác, thì Nam có thể được là một trong những cái vận động viên có cái tiềm năng lớn nhất và được trải nghiệm dày dạn nhất để tham gia bộ môn này. Để nuôi dưỡng đam mê, chàng kỹ sư Võ Văn Nam đã từ bỏ công việc ổn định, chấp nhận bắt đầu từ con số 0. Đầu tiên mình ra trường mình đi làm cơ khí là nghề đầu tiên của mình. Đến hai hết 2016 là mình thấy là ở bên trong Sài Gòn này xa nhà quá thì mình nhớ nhà, thì một mình ở trong này mà mình nhớ nhà, có mình chuyển về ngoài Bắc để mình hoạt sinh hoạt và làm việc. Thì khi mà ra ngoài Bắc thì mình lúc đấy là mình vẫn chưa kiếm được việc gì, mình vẫn còn đi kiểu đi xin việc rồi là đi như mọi người bây giờ là mình đi chạy xe ôm công nghệ để mình có thêm thu nhập để mình trang trải cuộc sống. Và đến cuối 2017, tức là mình bắt đầu lúc đấy mình quen anh Nam và mình về với anh Nam là mình làm với anh Nam. Và mình lúc đấy là mình cũng chỉ là tập luyện võ là kiểu chơi chơi đam mê thôi, một tuần đi tập vài buổi thôi. Nhưng mà hồi đấy thì anh Nam anh bảo mình về phòng tập và mình dạy, thì hồi đấy là lương thấp lắm. Lương hồi đấy mình nhớ là dạy cả tháng, ngày nào cũng trực ở phòng tập từ sáng đến trưa, đến trưa đến tối. Mình làm, coi như ở phòng tập mình làm tất cả mọi thứ, từ dọn dẹp vệ sinh, từ bảo vệ trông xe, dắt xe to rồi xong là lại lên dạy luôn, đứng lớp dạy luôn. Và lúc đấy là mình nhớ là học sinh sinh viên là mình thu có 300-400 ngàn thôi, người đi làm như là 500 ngàn một tháng, thì lớp thì được có khoảng chục người, 7-8 người, thì một tháng đâu đó thu lại được có 4-5 triệu cũng không đủ sống cả. Và mình phải đi làm thêm là mình đi chạy xe ôm công nghệ, có những buổi là mình có đi làm một cái cơ sở vệ sinh giày. Và 3 năm sau, chúng ta đã có nhà vô địch Nam Chu, không có một đối thủ nào tại các giải đấu MMA chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thì khi mà có những cái giải đấu cũng như các cái sự kiện MMA đầu tiên thì mình là người đi đầu. Và mình cũng may mắn là đến năm 2021 thì mình có chiến thắng cái trận tranh cúp MMA. Và đến năm 2022 thì mình đã giành được cái Dai Land Championship hạng cân 56kg. Cá nhân mình thấy đó là một sự may mắn, bởi vì mình đã được định hướng từ sớm và mình may mắn đã đi trước mọi người và đạt được cái thành công ở những cái bước đi đầu tiên đấy ạ. Đó là toàn bộ câu chuyện của nhà vô địch Nguyễn Văn Nam, Nam Châu. Chúng ta sẽ tìm hiểu đôi chút về đối thủ thách đấu của Nam Châu, võ sĩ đến từ Nga, Roman Kokorekin. Roman Kokorekin là ai? Người ta biết anh đến từ thành phố St. Petersburg, Cộng hòa Liên bang Nga. Xin chào, tôi tên là Roman. Tôi sinh ra và lớn lên tại một thành phố rất đẹp ở Nga là St. Petersburg. Ba mẹ tôi cũng là người Petersburg. Gia đình tôi gồm ba mẹ và ba người con. Hiện tại, tôi đã có gia đình và hiện đang sinh sống tại Nha Trang.
завели семью, поэтому сейчас переехали в Нячанг. Và anh Trang anh mang theo là một chiếc vô địch bộ môn Sapo, môn võ cổ truyền của nước Nga. Anh hiện đang là võ sĩ của câu lạc bộ Nha Trang Boss United. Chủ của Nha Trang Boss United, đương kim vô địch Lion Championship hạng cân 77kg, Alexey Folonenko. Alexey là võ sĩ đã từng thi đấu ở các đấu trường nước ngoài trước khi dừng chân tại Việt Nam. Giải đấu đầu tiên của Việt Nam được tổ chức 2 năm về trước. Lúc đó tôi đã đăng ký và nhận được lời đồng ý thi đấu của ban tổ chức. Tôi rất yêu môn thể thao này, vì vậy tôi đã tập luyện và chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu mà tôi đã giành được chiến thắng knockout ở hiệp đầu tiên. Trước đó tôi đã luyện tập và thi đấu thể thao ở các đấu trường nghiệp dư một thời gian. Sau tất cả các hành trình du lịch, làm việc và thi đấu của mình ở các đất nước và các thành phố khác nhau, tôi nhận ra một điều là tại quan điểm của tôi thì các võ sĩ chủ nhà cần thêm thời gian để trở nên hoàn thiện hơn. Ước mơ hiện tại của em ấy là em muốn chinh phục tất cả các thử thách ở trong nước và muốn hướng tới các cái thử thách ở bên nước ngoài, quốc tế, giống như mọi người đã thể thấy các giải đấu lớn như One Championship, và ước mơ của mình có thể được vươn ra đấu trường One Championship. Đấy là ước mơ của mình, cũng giống như bao nhiêu võ sĩ ở Việt Nam. Để so sánh thì các bạn có thể thấy và lấy ví dụ từ các võ sĩ Hàn Quốc. Giải đấu AFC, các bạn có thể thấy sự chênh lệch về trình độ. Điều đó dễ hiểu vì phong trào của họ đã đi trước Việt Nam từ rất lâu rồi. Vì vậy, nếu mà nhận xét tổng quát thì trình độ các võ sĩ Việt Nam vẫn chưa bằng các võ sĩ Hàn Quốc được. Còn xét về Trung Quốc thì tôi đã không theo dõi họ từ rất lâu rồi. Nhưng tôi nghĩ các bạn cũng biết là phong trào bên đó rất mạnh. Và các giải đấu lớn đều xuất hiện rất nhiều cái tên Trung Quốc, còn có cả các nhà vô địch nữa. Năng lực của Alexey đã được chứng minh trên sàn đấu, nhưng học trò của anh, Roman, lại là một ẩn số. Nhưng Alexey khá tự tin về trình độ của võ sĩ đến từ Nga. Sẽ có rất là nhiều yếu tố trong chiến thuật mà tôi nghĩ rằng nếu Roman có thể tuân thủ nghiêm ngặt thì chúng tôi có cơ hội cao để giành được chiến thắng. Tôi biết Nam là ai và tôi đánh giá Nam là võ sĩ rất giỏi. Và nếu chúng tôi không tự tin ở chiến thắng của Roman thì team đã không chấp nhận thử thách này. Tôi rất quan tâm đến võ sĩ của team. Vì vậy nếu tôi không thấy khả năng của họ thì tôi sẽ không mạo hiểm để họ thi đấu. Tôi rất vui vì hiện nay đã có thêm nhiều giải đấu hơn cho các võ sĩ có cơ hội được cọ sát và tiến bộ. Hiện tại thì mỗi hạng cân chúng ta có thể thấy 1 đến 2 võ sĩ nổi trội, kể cả là striking hay grappling đi chăng nữa. Và mỗi năm kỹ năng của họ càng tiến bộ nhiều hơn. Các võ sĩ đánh nằm đã mạnh dạn đánh đứng hơn rất nhiều, và các võ sĩ chuyên đánh đứng đã tự tin hơn trong các tình huống takedown và đánh nằm. Ước mơ của Nam Chu là có thể đưa võ sĩ Việt Nam ra đấu trường quốc tế, là rạng danh võ thuật Việt Nam. Và Roman Kukurikin tại Master of Fight Championship chính là thử thách đầu tiên của anh trước khi vươn ra biển lớn. Đối thủ mạnh nhất thật sự là em là được định hướng chơi MMA từ sớm, và em có bộ những cái bộ kỹ năng để chơi MMA, vì em không coi tất cả những đối thủ mà bên ban tổ chức sắp cho em thì em vẫn không coi họ là những đối thủ mạnh nhất. Đối thủ mạnh nhất cho em là chính là bản thân em, bởi qua những tất cả những cái buổi tập hàng ngày, huấn luyện viên của em đốc thúc em, huấn luyện viên cho em những bài tập đôi lúc em không trải qua được, em đã cố gắng vượt qua, dù nhiều lúc mệt quá em có thể nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng mà em vẫn đã cố gắng vượt qua. Tuy nhiên là nhiều lúc là không, em không làm được những gì huấn luyện viên mong muốn, và em có về em suy nghĩ rất là nhiều và em cảm thấy hổ thẹn với những gì em đã làm.
bởi vì em không làm được những gì theo huấn luyện viên, theo ban huấn luyện của mình đề ra. Và đấy là đối thủ lớn nhất là chính là bản thân của em. Chứ còn về những đối thủ đã gặp thì em chưa đánh giá ai có thể là làm mình chùn bước được. Đây không phải là lần đầu tiên tôi tới Việt Nam. Trước đó tôi đã tới Phú Quốc một lần. Vì đầu tiên khi đặt chân tới đây tôi làm là tìm kiếm một phòng tập để tập luyện và giữ vững phong độ. Vì hầu như du lịch ở đâu đi chăng nữa, tôi đều cố gắng duy trì việc luyện tập. Và ở đây tôi đã tìm ra phòng tập của võ sĩ Alexei Filonenko, nhà vô địch MMA của giải đấu Lion Champion. Và cùng với team của anh ấy, tôi đang cải thiện rất nhiều điểm yếu của bản thân trong bộ môn MMA này. Hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị cho một trận chiến sắp tới của tôi với một giáo án rất chuyên nghiệp. Qua trận đấu này của tôi với nhà vô địch, tôi muốn mang tới cho khán giả một cái nhìn rõ hơn về môn võ Sambo của Nga. Mọi người sẽ thấy Sambo hiệu quả như thế nào khi sử dụng nó cho tự vệ cũng như thi đấu MMA. Sẽ được biết sau trận đấu với Nam Châu tại Master Fight Championship vào ngày 25 tháng 11, 2023.